Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần 2 lần, con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nghe một dụ ngôn của Chúa Giêsu rất là quen thuộc với chúng ta về người Pha-ri-sêu và người thu thuế. Sở dĩ con nói quen thuộc bởi vì những người ít đi lễ, ít nghe lời Chúa, họ cũng nắm bắt được và thực hành. Chúng ta cứ thấy những người đi lễ tìm một chỗ nào đó thật khuất, ngồi thật xa, hoặc là có cái khi ngồi bên kia hàng rào nhà thờ. Lễ vừa chuẩn bị xong thì họ sẽ ra về. Cho dù có cha xứ ra mời, họ cũng không có vô. Hoặc là các ông chủ cũng tránh mời vô nhà thờ, cũng không vô, mặc dù trong nhà thờ rất là nhiều chỗ. Nói như vậy thôi, chứ còn chúng ta ở đây không muốn nói đến cái chỗ hay là cái vị trí ở trong nhà thờ hay bất cứ nơi thờ phượng nào, cho bằng cái thái độ và tinh thần của chúng ta trước Chúa. Thì người thu thuế với người Pha-ri-sêu ở trong Tin Mừng mà lên đền thờ cầu nguyện và có một cái kết cục nó trái ngược với cái suy nghĩ của con người, khiến rất là nhiều người Do Thái ngày hôm đó khi nghe Chúa Giêsu thì rất là ngỡ ngàng. Tại sao như vậy? Như thế Chúa có bất công hay không? Và như vậy thì chúng ta có cần việc làm việc lành, hay là chúng ta có cần sống tử tế nữa hay không? Có nhiều người ở trong cuộc sống nói rằng giá như mình sống ác một chút thì chắc là mình sẽ giàu to, chắc là mình sẽ có được đầy đủ, chắc là cuộc sống của mình sẽ ấm no và hạnh phúc. Chứ mình cứ sống tử tế, sống đàng hoàng, sống tốt lành thì cứ nghèo mãi, rồi cứ khổ sở mãi như thế này. Giá mà ác một chút thì chắc là khác. Đấy, thì cái câu chuyện ngày hôm nay nó đặt ra cho chúng ta rất là nhiều cái câu hỏi trong cuộc sống. Bởi vì chúng ta thấy những người Pha-ri-sêu ở trong cái xã hội Do Thái lúc bấy giờ là những người được rất là nhiều người trọng vọng, ngưỡng mộ. Bởi vì đây là những người, con người rất là đạo đức, trông vẻ bề ngoài rất là đạo đức, thánh thiện, thường xuyên lên đền thờ, thường xuyên làm việc lành phúc đức. Còn người thu thuế ở trong xã hội thời Chúa Giêsu bị coi là một cái người tội lỗi, cộng tác với ngoại bang, bóc lột dân chúng. Hoặc là chúng ta có thể xem thấy cái hình ảnh như người thu thuế này giống như cái hình ảnh của xã hội chúng ta, như là những kẻ tham lam, hối lộ hoặc là tham nhũng. Mặc dù
dân chúng của mình rất là nghèo khổ, nhưng mà sẵn sàng để mà thu gom tiền bạc, moi móc ở trong túi người ta, lấy về làm của cải và tài sản riêng của mình. Thì người thu thuế ở ngoài xã hội rất là bị khinh khi, rất là bị mọi người khen thường. Thế nhưng hai cái thái độ và hai cái tinh thần trước Chúa của hai người này đã dẫn đến một cái kết cục hoàn toàn ngược với suy nghĩ của con người ta. Chúng ta ở đây thử xét xem người Pha-ri-sêu người ta sai ở chỗ nào. Thực ra cái người Pha-ri-sêu này sai ở chỗ bởi vì anh ta chỉ xem Chúa như là một cái công cụ. Anh ta không được ơn bởi vì thứ nhất đó là anh ta không có cầu xin gì cả. Anh ta lên đền thờ không có cầu xin mà chỉ kể công trạng. Rồi chúng ta thấy ở trong cái lời tạ ơn Chúa của anh ta, chúng ta cứ nghĩ rằng anh ta rất là khiêm tốn. Nhưng mà thực ra sau cái lời tạ ơn đấy đều quy hướng về bản thân mình, tức là đều nhìn về mình rồi chiêm ngắm tất cả những cái công trạng của anh ta. Chúa trở nên thừa thãi ở trong con mắt của anh ta. Rồi hoặc là Chúa có thì chắc là chỉ là con nợ để anh ta đến đòi nợ. Bởi vì anh ta sống, tức là giữ luật còn hơn là luật quy định nữa, thì đến đòi Chúa trả công cho anh ta, cho những cái công trạng của anh ta. Do đó Chúa không có ở trong mắt của anh, Chúa không có ở trong lòng, cũng như không ở trong cuộc sống của anh. Người thu thuế tuy bên ngoài bị người đời xem thường, bị người đời khinh khi và rẻ mạt, thế nhưng trước mặt Chúa, anh ta lại thấy cuộc đời anh ta cần có Chúa, cần có Chúa thanh tẩy, cần ơn tha thứ của Chúa, cần có Chúa dẫn dắt cuộc đời anh ta, biến đổi cuộc đời anh ta. Và như vậy anh ta đã đón nhận được tràn đầy ơn của Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Phaolô ở trong lá thư gửi tin cho các tín hữu Roma thì Ngài nói như thế vậy: sự công chính của chúng ta chỉ nhờ ở lòng tin, chứ không phải là nhờ ở việc mà chúng ta tuân giữ hay là làm theo luật. Tức là nhờ lòng tin mà chúng ta được công chính, chứ không phải là nhờ những cái việc làm mà chúng ta thực hiện theo luật. Hay chúng ta có thể nói một cách khác, đó là việc nên thánh không phải là việc tôi làm, nhưng là việc để Chúa tự do thi thố tình yêu và ân sủng của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Do vậy, qua tin mừng ngày hôm nay, giáo hội cho chúng ta nghe trong mùa chay, cũng là mùa mời gọi chúng ta cầu nguyện, mời gọi chúng ta ăn năn thống hối. Chúng ta cũng xin Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, xin cho mỗi người chúng ta cũng có được cái thái độ và tinh thần cầu nguyện như mẹ Maria. Đó là để cho Chúa hoàn toàn tự do chiếm hữu đời mình và dẫn dắt cuộc đời mình, và khiêm tốn trong cái thái độ cầu xin để chúng ta thấy rằng chúng ta thuộc hoàn toàn về Chúa. Có như thế, ơn tha thứ, ân sủng và bình an của Chúa, chúng ta mới có thể đón nhận được một cách trọn vẹn. Xin Chúa hướng dẫn và ban muôn ơn lành, giúp chúng ta luôn sống trong tinh thần tự do của những người con cái Chúa, và hơn nữa sống tròn đầy tinh thần của những người con thảo, con cùng một cha ở trên trời. Amen.